Sáng 6 tháng 1, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã tổ chức chương trình thăm hỏi và trao tặng 500 phần quà Tết cho người dân khó khăn tại huyện Định Quán. Mỗi gia đình được nhận một phần quà trị giá 600.000 đồng. Đối tượng được xét để trao quà là người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi không nơi nương tựa, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số nhiều khó khăn. Những phần quà mang ý nghĩa về mặt tinh thần, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo khó đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm, đồng thời động viên, tạo động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống. Dịch bệnh nó kéo dài, nó đâm ra cái hoàn cảnh kinh tế gia đình nó rất khó khăn. Cũng may là được nhờ các đoàn từ thiện, các tổ chức cơ quan chính quyền giúp đỡ tận tình thành tử nên gia đình mới được đỡ đần lo lắng trong cái sự cuộc sống. Xin cảm ơn các đoàn thể, các tổ chức, các cơ quan chính quyền đã có lòng giúp đỡ đến bà con nhân dân chúng tôi. Thực hiện cái phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam Xuân Nhâm Dần thì kế hoạch chúng tôi được Trung ương Hội giao cái chỉ tiêu phấn đấu vận động và trao tặng khoảng 72.000 xuất quà cho 72.000 lượt hộ dân còn nhiều khó khăn và những cái mảnh đời đất bất hạnh. Mỗi phần quà trị giá là từ 400 đến 500 ngàn đồng là tối thiểu. Thì chúng tôi đã triển khai đến Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trong tỉnh Đồng Nai để phát động phong trào và vận động các cấp hội, vận động các tổ chức cá nhân để làm sao để có được nhiều cái xuất quà bằng với cái kết quả đạt được của năm 2020 hoặc là vượt hơn, để làm sao có nhiều cái phần quà để giúp đỡ những cái người khó khăn, đặc biệt là những người do cái ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 để vượt qua trong đón Tết cổ truyền của dân tộc được đầm ấm, được vui tươi và cũng động viên tinh thần. Chiều cùng ngày, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tiếp tục đến thăm và trao tặng 500 phần quà Tết cho các hộ nghèo khó trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Kinh phí chương trình trao quà do Quỹ Thiện Tâm tài trợ với tổng số tiền 600 triệu đồng.